Của bé hạt tiêu nha. Hôm nay thì bé hạt tiêu cùng với các chị đã về tới nhà của chị Venere. Chị ra kia. Chị về mới đi mua đồ về. Ây. Còn luôn rồi. Còn gì nữa đâu mà không với sầu. Còn gì nữa đâu mà sầu với nhau. Hôm nay là mấy chị em về tới nhà của Huyền rồi nha ông bà cô chú ơi. Nhưng mà về nhà thì mẹ đi làm chưa có về, mẹ không có ở nhà. Mấy chị em nè, em lâu năm không à? Câu này nghe quen quá à. Đông luôn. Đâm dữ. Ớt tỏi.
Thì chị hai lại làm nha. Hai được không trai? Hả? Được không? Được, bây giờ nó chơi, chơi ơi. Hai dễ quá à. Không sao. Từ đây đi. Nè. Không sao mà. À, khẩu qua này xào thịt đúng không? Đúng rồi. Chị thích nhất là ăn khẩu qua xào với trứng. Vậy hả? Ừ. Ngon, ngon là thịt. Xào trứng ngon hả cha? Ừ. Đây là hai cô đầu bếp rất là đẹp gái nha. Đây là hai cô hoa hậu của công ty Novaco. Đẹp gái không? Có. Hai đầu bếp, hai cô nương. Hai cô nương đầu bếp. Bắt nhắc công ty Novaco. Novaco đang về tới Quảng Ngãi. Cả nhà ăn cơm được rồi, phòng em cứ phòng mà. Trời ơi, em cứ phòng, anh cứ phòng ở bên đấy à. Cái nào
Người ta gọi là cà rốt, cà rốt của khoai lang.
Rồi nếu mà cả nhà thấy video hay thì cho một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye. Bye bye.